em rất là đau khổ. Không ai hiểu được nỗi lòng của em hết. Em nhìn thấy anh vậy em cũng đau lòng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay em sẽ lấy hết sức can đảm của mình để em nói cho anh biết một sự thật, để mà anh có thể dứt khoát yên tâm đi về quê mà lấy vợ, để cho anh có được hạnh phúc. Bởi vì hai đứa mình không thể nào đến bên nhau được hết. Em mắc bệnh. Em bị nhiễm HIV. Anh à, cái chuyện của thằng Thiên với con Hường á, không biết là bây giờ nó có những cái khúc mắc ẩn số gì ở bên trong á. Ví dụ như là con Hường buồn bã, khổ sở, u uất mà cứ trốn tránh thằng Thiên. Hay là bây giờ thằng Thiên nó có lỗi lầm gì với con Hường mà nó không nói được, rồi con Hường không đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của nó. Hay là thằng Thiên có bồ nhí ta? Sai rồi. Gì vậy? Gì biết cái gì mà sai bà nội? Con biết cái gì mà nói? Bởi vậy con nói ở trong cái nhà trọ này nè, không có con Dung này thì coi như là thông tin là sai lệch hết, không có được lưu thông gì hết trơn à. Sai là sai là sao? Chú mới nói cái chuyện, trời ơi, cái tình cảm của con Thiên với con Hường á, lâm ly đi đó, giống như là nước sôi bắp chút bên đài vậy đấy. Cô chú không biết gì hết, nguyên nhân không phải như vậy. Vậy chứ gì nữa, thằng Thiên nó bị gây. Đây nè, con là con biết hết. Chị Hường á là chị bị ích. Mà anh Thiên thì tất nhiên là không thích ích. Cho nên hai anh chị không thể nào đến với nhau nữa. Rồi có gì đâu trời, ít ngon mà con. Thì con người nó thích ớt, còn thằng kia không thích ớt thì đổi món thôi. Đổi món thôi. Trời đất ơi, thôi gì nghỉ mình đi. Đi về. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi không ngờ cô chú quê dữ vậy luôn á. Quê gì? Con nói ít ở đây là HIV chứ ít nhái gì trời. Cái gì? Ôi nè. Em mới nói cái gì vậy? Cái gì mà HIV? Bậy là bà không à? Thôi chị ơi, chị em gian chị là chị đứng xa xa em ra, xa em và mọi người ra đi. Để đó đây nè, để con nói cho cô chú nghe. Thôi chú, chị đừng có chối, em nghe hết rồi, chị đừng có chối. Con đừng có gì, người ta bệnh người ta tổn thương mà sao con cứ nuôi đấy. Không phải, con không có bệnh cái gì hết cô. Không, Hường, cho dù con có bệnh đi chăng nữa, cô chú cũng rất là yêu quý con, đâu có vấn đề gì đâu. Cái bệnh đó bây giờ nói chung mọi người rất đồng cảm sẻ chia, con việc gì con phải chối đó. Không, cái hồi nãy trên phòng của con đó là con đang tập kịch, cái kịch này đóng cho khu phố nè. Là cái nhân vật cô đó, cô bị nhiễm HIV chứ không có phải là con. Mình hiểu ơi không? Có nghĩa là con Hưởng đang tập kịch mà cái nhân vật bị HIV không phải là con Hưởng. Tập kịch. Cái này là con gãi thiệt hay gãi tập kịch? Thôi gãi ngứa gãi thiệt, cái tập kịch gì cô? Con bị lát. Cô nói con nghe nè, bây giờ á, thực ra mà nói như vậy, cái chuyện con bị lát hay con bị ghẻ hay là con bị ớt hay con bị cái gì cũng vậy hết trơn á, cô khuyên con phải chia sẻ. Con chia sẻ để cho mọi người đồng cảm sẻ chia với con. Tại vì bây giờ á, đây là một cái nhà trọ thuộc lại là cũng 2-3 sao, đúng không? Yeah. Tức là thì tất cả những cái thông tin về những người trọ đó con, những cái bệnh tình này cái nọ, cô phải có cái thông tin cô nắm đó. Tại vì con biết sao không, nó lây lan ra rồi này cái nọ mất công á, rồi á, rồi tất cả mọi người bị hết như vậy cô sẽ bị phạt. Trời cô ơi, lát đâu có nguy hiểm gì đâu mà cô nói. Trời đất ơi, lát mày nguy hiểm đó, mày bị ghẻ mới là nguy hiểm chứ còn chính ra ớt là không sao. Nè là lát là mày ghẻ mày phơi đồ á, mày phơi trên sân thượng ha, mày phơi xong cái nhỏ này nó phơi chồng lên vô cái nó lát nữa. Trời ơi, tự nhiên nguyên xóm nhà trọ gãi. Trời ơi, chị được mà cô gì đâu. Tao nói thiệt, mày đừng có mày nói nghe coi. Mày là mày bị ghẻ hả? Bị ghẻ, bị lát thôi hả? Còn cái lát không có HIV gì hết trơn nha. Tập kịch thôi hả? Tập kịch. À vậy hả? Trời đất ơi, vậy cuối cùng là nó bị ghẻ. Đâu có chết người gì đâu, lo. Cuối cùng là bị ghẻ thôi đó mình à. Thiên tới. Hương, em
em về quê với anh được chưa? Để chúng ta có thể làm một đám cưới nho nhỏ. Hai bà thông gia qua ngồi nói chuyện với nhau. Sau đó anh lên đây sẽ mời thiệp những người ở đây về dự đám cưới của chúng ta. Anh Thiên nè. Anh Thiên đây. Bây giờ sẵn đây có cô chú, có mọi người. Đó thì em cũng chia sẻ thiệt với anh luôn. Chia sẻ đi em. Đứng lên đi, mày làm gì mà hèn hạ. Không, con phải có cái lòng của con. Thôi, chứ được rồi, được rồi, được rồi. Nói chuyện với anh nè. Bây giờ nói nghe. Em không có thể nào mà đi về quê mà để kết hôn với anh được. Tại thật sự là em bị bệnh. Em bệnh hả? Em... không sao, em cứ bệnh thoải mái. Anh, người đàn ông lúc đó có thể lo cho đó. Em từ A tới Z. Em bị nhiễm bệnh nan y, em bị HIV. HIV. Đừng lo, HIV là nó tập kịch thôi. Nó không có bị HIV, nó bị lát thôi con. Cô à, thấy chưa, em cô nói em nó giỡn. Em giỡn hoài không có vui nha. Em giỡn anh làm gì, cái chuyện đó cái chuyện quan trọng mà, tính mạng mà em giỡn. Em bị nhiễm HIV, mà mấy cô mấy chú cũng ngộ nữa. Con nói con bị HIV mà sao mấy cô mấy chú cứ nói là bị lát hoài vậy? Nãy mày nói mày tập kịch mà HIV. Thôi con hiểu rồi. Hồi nãy con mới là diễn kịch đó, bây giờ con mới nói thiệt nè. Anh biết rồi, có phải là em cô nhìn con thấy con cũng ngon đúng không con? Con cũng tướng tá đúng không chú? Anh tướng tá cũng còn ngon. Sao em cứ kiếm những cái gì đó để em từ chối cái tình cảm anh hoài? Giờ em nói đi, sao cũng được, em bệnh bất cứ cái gì anh cũng có thể lo hết. Bây giờ em nói lại một lần cuối cùng, có cô chú có mọi người đây. Dạ. Nha. Không có vụ diễn kịch gì hết á. Em thật sự em bị nhiễm HIV. Hả? Con nhận. Từ cái hồi ông Tiên, ông tưởng mình bị HIV, ông không có tới làm phiền mình nữa, nó xứ gì đâu. Ăn với ngủ không à. Ăn mắc nghẹn rồi. Sao tự nhiên mắc nghẹn vậy? Thấy anh em vui lắm đúng không? Nè, ở đây là cái tư gia riêng của tôi nha. Đàn ông có vô đây làm chi hết trơn á. Tôi nói anh hoài anh lì quá vậy. Tôi kêu anh đi về quê đi, sao anh cứ lẻo đẻo đâu tôi hoài vậy? Không, anh chỉ muốn cưới em thôi, em hiểu không? Anh Thiên à, anh thiệt anh thương tôi, anh tha cho tôi đi. Bây giờ tôi đã bệnh hoạn rồi, anh biết tôi bệnh nan y mà. Tôi ăn được ngày nào tôi ráng tôi ăn. Mà anh cứ vậy hoài, anh đi về quê anh kiếm người nào đàng hoàng á rồi anh lấy đi. Không, đó, chính vì em bị nan y hôm nay anh mới tới đây nè. Tôi nan y rồi anh tới đây làm chi nữa? Sẽ có người giải cứu cho em và anh sẽ mang em về làm vợ anh. Anh à, em bị HIV. Trời ơi, chuyện nhỏ. Mời thầy. Gì vậy? Dạ chào đây. Cô gái đó, ra đây. Người sẽ chữa bệnh nan y cho em. Gì vậy? Vậy thôi, nè cái giường phụ nữ đang ngoài kia đứng. Mình bình tĩnh em, bình tĩnh em. Tôi xin được giới thiệu. Ai đây? Tôi chính là Hoa Đà tái thế. Đó. Đã về hưu 30 năm. Và trong khoảng thời gian tôi về hưu, tôi đã dành hết khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình để nghiên cứu, để theo dõi căn bệnh này trên heo. Thầy nghiên cứu heo trên heo anh, thầy heo chứ phải người hả? Không, tại vì người đã ai dám thử thuốc của tôi. Và hôm nay tại căn phòng này, tại nơi đây, tôi sẽ làm một việc rất là động trời, đó chính là chữa bệnh cho cô. Hả? Cô phải thấy cô là một người con gái rất là may mắn. Không, con không chữa thầy nha. Thầy nghiên cứu trên heo hả thầy? Ừ. Vậy giờ dính tới con cứ được an tâm. Thầy đã có một trang trại heo nuôi 1981 con heo. Và tụi nó đã thử thuốc của thầy hết trơn rồi. Vậy là sống hết. Chết hết. Nhưng còn một con thôi thớp. Còn một con thôi thớp. Và thầy đã cứu sống nó. Chứng tỏ thuốc của thầy có hiệu nghiệm. Hiệu nghiệm trên heo cũng có nghĩa là hiệu nghiệm trên người. Chính xác em ơi. Vậy thì yên tâm, yên tâm. Yên tâm rồi em. Thầy nói heo còn sống thì dĩ nhiên người cũng sẽ còn sống. Anh đừng có tào lao quá. Tào lao cái gì? Heo là heo, người là người chứ sao mà thử thuốc trên heo mà tự nhiên thử qua người. Thì bây giờ em cứ thử đi, em cứ thử đi. Này cô gái, cô phải an tâm như vậy. Hiện giờ cô đang bệnh mà, sớm muộn gì cô không chết. Hãy thử thuốc của tôi đi. Nếu như thành công cô sẽ sống, còn không thành công cô cũng sẽ chết. Ngồi, tôi không muốn chết quen như mấy con heo. Y chang mấy con heo trong trang trại nhà tôi. Ôi sao thầy? Đây. Đi chang hả thầy? Chối nó lại. Vậy thầy?
Trời lại thôi nha, thôi nha, tôi nói rồi, tôi không có gì vậy. Em bình tĩnh đi, em nghe nói. Anh Thiên à, em bình tĩnh. Anh làm gì vậy thầy? Nó mà còn cứng đầu lấy cái này đập vô đầu nữa. Cho bất tỉnh đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Em bình tĩnh, em bình tĩnh đi. Bây giờ chữa bệnh cho em. Em không có bệnh. Em không có bệnh gì vậy? Em không có bệnh. Em đừng có nói vậy. Em nói là em không có bệnh. Em đánh đi. Không có bệnh. Trời ơi, không được. Anh Thiên à, anh nghe em giải thích thì anh giải thích cái gì? Bây giờ anh dẹp. Em nói là em không có bệnh gì hết trơn trời á. Không có bệnh gì, em nói em bệnh bây giờ là như nó ăn hết não em bây giờ. Đúng em suy nghĩ không được đúng không? Hết não rồi phải chối nó lại. Để giải thích, con không có bệnh thầy ơi, con không có bệnh, em không có bệnh. Tại vì em không có muốn lấy anh. Đó, cho nên em mới nói là em bị bệnh HIV để cho anh bỏ cuộc, anh đi về quê lấy vợ đi. Đó, anh đừng có đi đeo bám theo em nữa, là em gạt anh thôi chứ em không có bệnh. Chỉ có nghĩa là em không bệnh. Đó. Em không bị HIV. Em không có bị HIV, trời, mạnh khỏe phay phay, nằm ăn với ngủ không HIV cái gì. Chứ là không có gì hết. Không có gì hết, tin em đi, dục cái này đi, dục. Dục liền, vậy thì bây giờ em phải về với quê với anh để làm vợ của anh Thường ơi. Vợ luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc lời tôi nhắn, tôi đã mong tôi từng xô nè. Nào thì ta xét như hoàng thư. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Từ nhiều ta đi chung, qua bao chân đường dài. Chính xác.